cái bạn ơi. Đây là gần nhà người ta nha. Nhà mình cũng không chào các bạn được. Rồi. Con hành này. Cả bá luôn rồi. Hành nhất mấy bạn ơi. 700 gram xiên. Quá phê. Nhà ba nè. Bạn thông cảm nha. Chút xíu nữa. Mình ra ngoài vuông rồi mình chào các bạn. Bự lắm bạn ơi. Quả tai ngàn này. 700 gram xiềng các bạn. Thuộc 700-800. Rồi để mình ngưng để mình bắt nó ra bạn ơi. Đây một con cái nữa bạn ơi. Rồi chào tất cả các bạn nha. Vui gặp lại các bạn trong video hôm nay. Mới cũng chúc tất cả các bạn được vui vẻ hay làm ăn được nhiều may mắn. Mình thì tiếp tục cuộc hành trình mình. Cái này đợt rồi là nó mất con chuột. Mất mà không biết lý do mất. Cái này không dính rồi bạn ơi. Còn chuột. Rồi mình ngưng bạn ơi. Đây con cái nữa bạn ơi. Cái này chín rồi không chạy. Cái đóng chữ gai nè. Dính con gì rồi mấy bạn ơi. Cái đen đen trống rồi nè. Cái gì rồi, hành đất. Tôi cũng cắn bao nó lội ra nè. Dạ, cái gai đâm. Ôi, không hành, không hành. Hành. Này, hành ba mấy bạn ơi. Hành ba. Dạ, cái gai đâm. Rồi hướng móc tùm lum rồi nha. Đó. Rồi mình ngưng bạn ơi. Ngưng để mình bắt nó ra đặt lại. Đây mình có cái bạn ơi. Lấy bịch lúa cái. Cái này bữa hổm mình đặt nha. Bên đây, giờ này dời qua bên đây. Hôm đây dính con đại ca nè. Ca cũng bự. Tí cái máy vậy. Không thấy. Chết chuột rồi bạn ơi. Chết chuột rồi. Ủa người ta. Ngon quá mà chết chuột trời. Rồi mình ngưng bạn ơi. Rồi đây mình có cái nữa bạn ơi. Mưa vô ướt nhẹp trơn. Đi mình mẩy ướt trơn. Không thấy gì luôn. Cái này đặt rồi cũng dính. Cái này kỳ vậy ta. Một chuột nữa. Quá ngon mà kỳ vậy ta. Con cái nữa bạn ơi. Chút vô trong lỗ này. Cái này đặt rồi dính con đại ca. Ừ, cái máy nha. Rồi. Dính là mà với con gì. Đang thui nữa rồi. Ý. Ô heo. Trời tính đâu đại ca. Quỷ. Vô chi nửa ký lô vậy mà chục cắn bánh thôi à, ngưng bạn ơi mình thay cái bể phụ vô bạn ơi.
Đây mình có cái nữa bạn ơi. Cái này chuyến rồi dính con ngựa nè, con bự. Chuyến này có gì không? Ê, như có cứt kìa. Cứt ơi. Cứt ơi. Cứt gốc trời ơi, hành nữa. Trời ơi, bạn ơi. 16 rồi. 600 gram gì nè. Một hơi nữa rồi. Con này cũng khê lắm nè. Ý nữa hả? Nửa ký à? Trời, giờ anh thấy bự. Trong bẹ, trong máy, bây giờ anh thấy tính đâu. Tính đâu bự rồi nha, cánh nửa ký à. Rồi, ngưng các bạn ơi. Này, con cái nữa các bạn ơi. Không thấy gì luôn. Ngon quá mà kỳ vậy ta. Còn chết. Này con cái nữa bạn ơi. Cút hàng coi. Rồi không thấy gì luôn. Con chuột nó làm banh chành. Trời ơi. Hóa tay con chuột này luôn. Đây còn cái nữa các bạn ơi. Nãy giờ thăm. Sao kỳ quá. Chục cái không dính gì trơn. Luồng bẫy này đợt rồi cũng trúng cũng ngon lắm à. Sao đợt này nó kỳ kỳ rồi. Ê đại ca bạn ơi, vô rồi, vô rồi, đen trời trời, bóng luôn, bóng luôn bạn ơi. Nó đã rồi, đã đen sâu rồi, đen dữ dằn đen luôn. Lưỡng mướt ô rồi chứng rồi là mình dính hổ hèo, con hổ hèo, con ngựa, mấy hổ hành dưới đâu cũng 5-6 con đại ca nữa, ngon lắm. Chuyến này nãy giờ mới có 3 con hành với con hổ hèo, con này con đại ca nữa là được 5 con này. Rồi, ngưng bạn ơi. Rồi, mình bắt nó ra bạn ơi. Thank you.
Dạ. Là em. Dính con này là em. Rồi, mình ngưng bản ơi. Trời, ông kéo mây nữa rồi các bạn ơi. Chắc thăm không kịp nữa quá. Hốc hàng coi. Cái gì luôn. Đây, còn chuột nữa bạn ơi. Rồi, còn chuột. Mình ngưng bạn ơi. Rồi bữa nay mình được có nhiêu mà các bạn ơi. Trời mưa quá rồi, chạy vô trong cái đám lá này mình núp mưa nè. Bây giờ không có đi thăm được nữa rồi. Nó mưa tới cỡ này nè, giờ làm sao đi thăm. Bây giờ đi về luôn mấy bạn ơi. Còn mấy cái nữa bỏ lại luôn rồi. Còn đâu 5-6 cái gì á, 6 cái. Được nhiêu mà các bạn ơi. Rồi bye bye bạn nha, hẹn bạn clip sau đi. Clip này thất rồi bạn ơi. Nhưng mà còn mấy cái nữa cũng không biết là nó có dính hay không nữa. Rồi bye bye các bạn nha.